Dạ nè. Lại xin chào các bạn, được quay trở lại với channel của Xin. Hôm nay Xin sẽ làm thêm một clip để trôn về trôn nước nữa. Và nếu các bạn thích video này của Xin thì nhớ để lại cho Xin một like, một share để ủng hộ video cho Xin nha. Ok, hôm nay chúng ta sẽ trôn nước bằng căn hầm chấm Sonic Air. Yeah. Thì ở tập trước rất là nhiều bạn kêu mình trôn nước bằng căn hầm chứa đầy Sonic Air đi. Thì hôm nay chúng ta sẽ làm về trôn nước căn hầm chấm ET. Ok, nhưng mà trước tiên á, mình muốn cho bạn xem là cái này, cái nồng trại mà mình mới xây cho thằng Núp. Mình đang định xây cho hết luôn. Để mình dụ Núp qua coi. Núp ơi. Ôi trời ơi, cái hố. Ok. Núp ơi. Mình phải kiếm cái gì rồi đây. Đây cho anh gì đang xây mà cho anh gì mày không thể tin được tên xem như ngươi. Tại sao không tin ta? Thì không tin thôi. Tại sao không tin ta? Thì không tin thôi. Tự nhiên không tin ta. Ok, mình sẽ xây cho nó này nó xong cái đã. Trước tiên xây xong đi quỷ nút này. Rồi rồi á, đẹp rồi đó. Đúng đẹp luôn. Rồi. Ây da. Ok, bây giờ ta sẽ đặt đuốc cho mày coi bên trong. Này. Trời này chưa cao hết nè. Rồi. Ok. Đúng rồi. Đó. Đẹp phải cực. Ok, mình sẽ lắp lại cái này đi. Để cho cái gì? Đó, ok luôn. Đẹp thì thôi đó chứ. Đẹp không? Không, xấu. Thế mà xấu. Có bị điên không? Rồi, ok, mình sẽ... Ê, đi kiếm con gì bắt bỏ vô đi, núp ơi. Không, tự kiếm đi, xong rồi đi cho người ta nữa, không. Không xin được. Đi kiếm gì bắt ra. Kiếm cù gì đó nè. Dây à. Lấy đi. Đi kiếm gì bắt đi. Tao ở đây tao sẽ mở rộng chuồng vô. Nghe lắm nha. Nhà phải thủ chứ cái đi. Nghi cái gì mà nghi không biết. Ok. Sau đó mình sẽ xây một cái gì này nè. Ở đâu rồi ta? Cái chỗ mà đây. Cái này. Rồi, sẽ để này. Để cho mấy con nó uống nước hay gì đó. Ồ, không được, mình phải đạp ở dưới mới đúng. Rồi, ok. Bên này cũng vậy. Rồi, cứ để lộn xài vậy đi. Ok, sau đó mình sẽ lấy một cái xô nước mình đổ vô. Rồi, để vô. Cái nước là trong lạnh. Ok, bây giờ cái đường thì mọi thứ đã xong hết rồi đúng không? Bây giờ mình chỉ cần tròn thôi. Nếu các bạn thích video tròn này, các bạn muốn không chờ mình join thì các bạn để lại một like, một share hả được. Ok. Một like, một share để ủng hộ video cho mình. Ok, còn bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào join thôi. Ủa bài lên. Ngon. Ok. Chúng ta sẽ bắt đầu join thôi. Bụp. Bụp. Ê, lộn. Bụp. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ khoan. Trước tiên mình cần phải phân chuồng trước, có gì mai mốt mình dùng cái chuồng này sao, chuồng chó
chuồng chó. Rồi chuồng gà. Rồi chuồng heo. Chuồng heo. Chuồng bò. Rồi chuồng gì nữa ta? Chuồng ngựa. Đúng rồi. Chuồng ngựa. Rồi bên đây cũng chuồng ngựa. Câu nữa. Chuồng câu. Ok. Xong rồi, bây giờ chỉ đợi nó về thôi. Ok, nhưng mà trước tiên mình sẽ cho nó bằng cái này nó hay hơn. Mình sẽ lắp này lại để cho nó bước vào. Sau đó mình sẽ lấy cái cửa đúng không? Ok đây, cái cửa này đi. Rồi. Ok, sau đó mình sẽ theo cái cửa này nữa. Đây. Tuyệt vời. Ok, bây giờ mình sẽ lắp này lại. Đúng. Ok. Dạ đó, như vậy là xong. Đúng, nhìn như hai cái cửa. Oh. Ok, thú vị á. Và bây giờ mình sẽ xây một cái hố. Như bạn cũng biết mình sẽ xây cái hố rồi đó. Xây hố này đi. Ok. Sâu xuống, sâu xuống. Rồi. Sâu tầm này đi. Hôm nay mình sẽ cho nước bằng ngăn hầm chấm Sonic EXE. Mình thấy các bạn thích video này, để lại like và share liền đi. Đập cái này này. Và đi vào này không? Tu 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 cái gì đây? Tu 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 set không. Bum. Ok, thấy là có một căn hầm. Mình sẽ làm đèn phát sáng ở đây. Ở này sao cái đường này nó sao bữa nay nó kỳ vậy? Thật là không có thuận lợi. Ô một cái hang luôn. Đem xịn. Ok. Set không. Boom. Wow. Ok, giờ mình sẽ bên đây nữa. Dạ, 89. Boom. Ok. Giờ sẽ lắp cái này lại. Rồi. Ơi con này con dơi mình sẽ giết con dơi. Đâu rồi, đâu rồi. Đâu rồi. Ừ đây vậy. Ok, giết xong con dơi à. Đẹp. Ok, nếu nút xuống này sẽ bị té xuống này. Sau đó sẽ mình có cách nào mà mình làm cho nó tuyệt vời xíu không ta? Ồ, nếu như vậy mình phải này vậy hả? Nếu như vậy biết nó lọt trúng không ta? Lọt đúng nơi không ta? Hay là lọt sai nơi là ăn cám luôn á? Phải bảo đảm là nó lọt đúng nơi mình có thể gì được. Ok, giờ mình sẽ làm một cái căn hầm. Giờ mình sẽ lấy cái này đi, xuống. Rồi, tạo ra con người máy. Rồi sẽ ok, lấy cái này mình sẽ cho 4 máu thôi. Sau đó sẽ cho nó không sức mạnh. Không sức mạnh nhưng mà đánh nút vẫn chết. Rồi. Tắt con mắt đi. Rồi. Ok, khoan, mình phải làm sao cho nó đánh cái nè. Này đúng không? Đâu, test thử à. Ui, không đánh mày. Hình như không phải, cái này mới đánh nè. Ui. Kìa. Này đúng mà. Ở đây. Come on. Ê. Ê. Ui da. Ok, game bóng một. Ê, hên quá. Rồi, giờ sẽ bay lên. Ok, các bạn cho mình 5 phút để mình có thể đi lấy cái skin Sonic.se để gắn vô nha các bạn. Ok. A few moments later. Ok, thì cuối cùng mình cũng có một cái skin Sonic.se rồi. Ok, mình sẽ bấm vô URL là mình sẽ bát nó vào. Ê, lâu thế. Ê, quên chấm BNG cái nè. Nãy giờ quên luôn á. Boom. Rồi. Ok. Nhìn kìa chưa. Ồ, sao nó nhìn con mắt nó kìa. Máu me không. Ok, sau đó sẽ làm này. 1 2
3 4 và 5. Ok, mình sẽ làm mấy cái kiểu như mấy cái ống của Mario để cho nó chạy sắp mặt. Ok. Không, cao cái nữa. Rồi, đó. Rồi, tuyệt vời. Ok, mình sẽ giờ lên sẽ đợi nút dài ủ cái hầm rồi. Ý, vậy là mình phải che cái hầm rồi. Không được. Thôi, đặt luôn đi. Ok. Lên, đợi nút dài. Giờ mình sẽ bước qua cửa này. Rồi, sẽ bước ra. Rồi luôn. Rồi, ok, giờ đợi nút dài thôi. 2000 years later. Ok, bây giờ mình không biết nút nó dài chưa nữa. Để mình đi dịch hết cả rồi. Ôi. Hello Mi. Nó dài luôn. Sao mày bắt bò vậy? Mày bắt bò mà. Bữa đó kêu bắt bò mày bắt bò. Bữa kia mày bắt bò thì mày bắt cờ lơ. Giờ tôi kêu nó bắt cờ lơ mày bắt ông bò không. Ở đâu con gì vậy? Con còn gì này vậy? Sao bắt khổ vậy ba? Đúng à. Bò mà còn bò núm nữa. Sao? Để chén nhau. Bò núm nữa trời ơi. Ê mấy cái núm này như mày lấy dây kéo cắt được không? Ai biết. Ừ. Ở được à? Được kìa. Nè mày đâu? Nè cho mày nè. Ủa xong cái cắt cái nó đỏ màu luôn mày. Này cắt đi, cắt nút. Cắt làm gì? Cắt. Để cho nó đẹp, dành cho nó phong. Ok, phong. Ok. Vô. Mở giùm mày cái cửa đó, để từ từ mở đi. Một. Rồi xong. Cái mà trên này. Lúc nào cũng cho nó. Ta 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 vẫn tới rồi con. Mày hả mày chạy. Bắt cua nè. Lần nữa. Bắt cua nè. Bắt cua. Cái nữa nè. Mày bắt cua đi. Dây. Lần nữa là con xin nữa mày xin. Sẽ làm cho tụi nó đi lên được. Dạ nè. Lên. Giờ làm gì mày làm gì? Được. Mày á ơi. Đóng cửa. Mình sẽ chạy mày. Sẽ không bắt cua được đâu. Nó đâu rồi? Nó đâu? Nó đâu rồi? Quỷ núp ở đây. Mày đâu rồi? Quỷ núp. Ơi, ở này có con dư nè, đem về luôn. Ok, khúc này đi. Ô, để bẻ lại. Chạy không? Chạy này, qua này. Chạy. Đâu cái này các bạn kêu mà. Cầm cái đó lên bến trên nè. Nghe mất đâu xin mới được. Ok, trời sao lỗi. Ôi. Bến trên. Ôi ue. Ê kia mày đánh ta. Ê mày kêu mất không mày. Ủa, đánh không? Để nhau.
đánh nhau mày xuống biển luôn đi, không cho mày lại trả luôn. Game một lẻ. Ok, và cảm ơn các bạn đã quan tâm về video của mình nha. Đây là đời một like, một share, ủng hộ video cho mình. Và nhớ comment ở bên dưới. Tập sau sẽ làm về cho nút gì nha. Ok, còn bây giờ hẹn gặp lại về những video tiếp theo. Bye bye. Nút gì? Nhớ gì? Tại sao tại chôn mày nữa, hiểu chưa? Ô, nó kìa, ôi nè, đóng cửa nè. Rồi, chết kìa luôn. Ok, và hẹn gặp lại về những video tiếp theo. Cái gì vậy? Và hẹn gặp lại về những video tiếp theo. Bye bye. Ủa, giết người nữa kìa. Bye bye.